Hello, Huy xin kính chào tất cả quý anh chị ạ. Thì ngày hôm nay Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị mình xem qua những cái sản phẩm mà Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy đang có. Thì đầu tiên Huy sẽ đi sơ lược một vòng những chiếc xe đang đậu ở phía trước showroom của Toyota Tân Cảng Minh Huy. Sau đó thì Huy sẽ quay chi tiết từng sản phẩm cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Đó, cho nên là anh chị nào thích cái mẫu xe nào thì anh chị có thể nhắn cho Huy để Huy gửi chi tiết cái video qua cho quý anh chị. Và hiện tại thì Tân Cảng Minh Huy đang đẩy mạnh thu mua những cái sản phẩm xe qua sử dụng. Thì quý anh chị nào có xe ít đi, cần định giá, cần bán thì anh chị cứ gửi thông tin cho Huy nha. Đây là chiếc xe rất là quen thuộc Toyota Fortuner phiên bản TRD Sport Turbo các anh chị. TRD Sport Turbo sản xuất vào năm 2014. Và hiện tại thì Minh Huy đang niêm yết với giá là 495 triệu các anh chị nha. Máy xăng một cầu. Thì xe này thì Huy có thấy là trang bị camera ở bên gương. Đầu Android thì có trang bị camera 360 độ cái gì. Đây, đầu Android. Ok, với Fortuner thì máy xăng một cầu phiên bản TR Sport Turbo với những cái body rất là đẹp nha quý chị. Đấy, thì anh chị nào mà cần tư vấn kỹ hơn thì anh chị có thể liên hệ Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị. Thì với giá niêm yết chỉ có 495 triệu thôi các anh chị, khá là rẻ ha. Đấy, đây có cảm biến áp suất vỏ anh chị ha, chủ xe gắn thêm. Đây, camera 360 độ thì ở phía trước và hai bên dương cũng như là phía sau. Đây, bên Huy thì bảo hành động cơ hộp số 1 năm 20.000 cây số nha quý anh chị nha. Rồi Huy sẽ đi sơ lược nhanh để quý anh chị mình xem qua, rồi sau đó thì Huy sẽ chi tiết từng sản phẩm cho quý anh chị mình xem kỹ hơn. Còn đây là chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5W các anh chị. Sản xuất vào năm 2023, tháng 9 năm 2023 thì chủ xe mua tại hãng Toyota Tân Cảng Minh Huy. Và đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Camry, phiên bản máy xăng 2.5W nha quý anh chị nha. Đấy, với trang bị rất là nhiều những cái option, những cái tính năng. Thì hiện tại sản phẩm này đang được Toyota Tân Cảng Minh Huy niêm yết với giá là 1 tỷ 310 triệu. 1 tỷ 310 triệu anh chị nha, không khác gì xe mới, 2.5W 2023. Xe được trang bị 9 loa JBL và có nhớ vị trí ghế, rồi cảm biến áp suất vỏ, rồi tính năng báo phanh khẩn cấp, tự động phanh, rồi rất nhiều quý vị. Còn chiếc này là Camry 2013 và mẫu này là mẫu 2014. 2014 thì hiện tại thì bên Huy đang niêm yết giá cho cái sản phẩm này là 505 triệu nha quý chị nha. Đây là chiếc xe 2.5W Toyota Camry, Toyota Camry bản cao cấp nhất của dòng Camry quý chị. Đây, bản cao cấp nhất nha. Rồi, Huy sẽ di chuyển ra khu vực ở phía trước showroom xe qua sử dụng bên Huy. Thì đây là chiếc xe mới vừa về, Innova xuất sàn, được sản xuất vào năm 2020 quý anh chị. Thì hiện tại bên Huy đang niêm yết với giá là 585 triệu. Xe đi được 54.000 cây màu bạc như quý chị nha. 54.000 cây Odo chuẩn anh chị, lịch sử có ha, nên chị yên tâm về Odo của xe. Rồi dán phim che mưa, rồi ghế da, đầu DVD. Đó, thì xe này thì anh chị mua về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Thì Huy cũng có quay sơ bộ ha, một tí Huy sẽ thông tin cho anh chị chi tiết về cái sản phẩm này. Phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay. Thì 2020 thì anh chị có thể vay được 70%. Rồi vào bên Huy thì đây, chiếc Vios này ngày hôm qua thì Huy có bán về Bình Tân rồi quý anh chị, 2022 bản G. Còn đây là chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn 725 triệu quý anh chị. Xe màu bạc. Thì đây là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Máy dầu số sàn nha quý chị nha. Đây, máy dầu số sàn. Thì anh chị nào quan tâm đến loại xe này thì anh chị có thể liên hệ Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý chị. Đấy, đầu DVD Android, có camera hành trình ghi hình luôn. Ok các chị nha. Đấy, Fortuner máy dầu số sàn 2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Rồi, tiếp theo Huy sẽ cùng quý anh chị mình xem qua. Mới ngày hôm qua thì bên Huy về Innova xuất sàn 2022. Nhưng mà Innova xuất sàn này thì sếp Huy cũng có người nhà mua, cho nên là hiện tại thì cũng bán rồi. Còn đây là chiếc Legender 2021 các anh chị. Legender là phiên bản đặc biệt của Fortuner, máy dầu số tự động một cầu, với những cái body rất là đẹp và cốp điện quý chị. Cốp điện nha. Xe này mới có đi được có 21.000 cây thôi. Đấy, màu đồng là một trong những cái màu rất là biệt và khá là đẹp quý anh chị.
Đấy, có camera 360 độ, 4 cảm biến khoảng cách từ phía sau. Phụ kiện thì chủ xe trang bị rất là nhiều. Và anh chị nhìn ha, nhìn cái đây, bộ ghế của Fortuner Legender rất là đẹp luôn quý chị. Đấy, bộ ghế của Legender. Đấy. Hệ thống điều hòa tự động, hộp số thì có 6 cấp, có chế độ Eco Power. Những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết quý chị nha. Rồi, thì chiếc xe được trang bị rất là đẹp với những cái sự thiết kế rất là hài hòa. Đấy, cảm biến khoảng cách ở phía trước, camera 360 độ, quan sát xung quanh xe, đèn bi LED rất là đẹp. Mâm 18 inch, mâm nó cũng khác hơn so với phiên bản thường rất là nhiều nha quý chị. Rồi, tiếp theo thì Huy sẽ giới thiệu cho anh chị những cái sản phẩm mà bên Huy đã làm đẹp xong. Thì hầu như xe về mà làm đẹp xong rồi đó thì bên Huy rất ít, vì hầu như là chưa có spa là đã có khách đặt cọc rồi, mua rồi. Cho nên là khi mà spa xong xuôi rồi đó thì Huy không được không có trưng bày ở đây được mà giao cho khách luôn. Cho nên là anh chị xem qua. Hiện tại thì bên Huy đang trưng bày ở phía trước này là bốn chiếc. Thì đây là chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu được sản xuất vào năm 2019, màu đồng anh kim, có trang bị tay nắm cửa mặt chrome, công tắc rau và cửa thông minh, rồi công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa, cũng như là ghế chỉnh điện 8 hướng, hộp số 6 cấp, có chế độ Eco Power, rồi có lãi nhiên số trên vô lăng, rồi có công tắc cruise control, khởi động bằng nút bấm start up. 49.000 ca như quý vị. Và hiện tại thì sản phẩm này đang được Toyota Thanh Cảng bên Huy niêm yết với giá là 830 triệu. Và hiện tại thì bên Huy cũng có một chiếc xe màu trắng ngọc trai tương tự, cũng có mức giá là 830 triệu như quý chị nha. Huy có quay sơ bộ cái sản phẩm ở trên kênh. Rồi, còn đây là chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, sản xuất vào năm 2017, màu nâu. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được Toyota Tân Cảng bên Huy niêm yết với giá là 726 triệu, xe đi được 77.000 cây. Có trang bị camera 360 độ. Đây là cái camera phía trước, ở hai bên gương và phía sau. Và đầu Android, ghế da, dán phim, che mưa đầy đủ hết quý anh chị nha. Đấy, thì anh chị mình xem sơ bộ qua. Đấy, Fortuner, máy dầu, số sàn 2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Rồi, và đây các anh chị, chiếc xe đây. Thì đối với cái xe này thì mình Huy đã có khách đặt rồi quý anh chị. Đã có khách đặt rồi. Còn chiếc xe này là chiếc xe Vlog các anh chị. Sản xuất vào năm 2022 và phiên bản này là phiên bản tiêu chuẩn. Hiện tại xe đi được 53.000 cây và bên Huy đang niêm yết giá cho sản phẩm này là 580 triệu. 580 triệu. Vlog là một trong những chiếc xe 7 chỗ khá là rộng rãi, có phanh tay điện tử, rồi hộp số vô cấp, khởi động nút bấm start up, đầu điểm đi, camera gear, rồi gập gương tự động luôn quý chị. Đấy, ok, thì đó là một trong những cái mẫu xe mà anh chị mua về sử dụng kia thì khá là ok. Và bên cạnh đây là chiếc xe Hyundai Accent, hiện tại bên Huy đang niêm yết với giá là 450 triệu, sản xuất vào năm 2021 và đây là phiên bản đặc biệt. Hiện tại thì xe đi được 59.000 cây và với giá bán 450 triệu thì bên Huy còn hỗ trợ lắp lá cho quý chị. Thì quý chị nào quan tâm thì liên hệ. Có gập gương bằng điện, rồi có rất là nhiều tính năng như là khởi động từ xa hay là hệ thống điều hòa tự động. Đấy, rất là nhiều. Công tắc cruise control, cửa sổ trời có luôn quý chị nha. Đấy thì đây là một số những cái sản phẩm mà về rồi. Và hiện tại thì bên Huy đã đang đậu phía trước này thì Huy quay sơ cho quý anh chị mình nắm. Rồi sau đây thì những cái sản phẩm mà về rồi và đang được đi đưa làm đẹp thì Huy cũng sẽ giới thiệu sơ bộ ha, để cho quý anh chị mình nắm. Toyota Fortuner máy dầu số rộng 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mới vừa về. Đấy. Thì hiện tại thì sản phẩm này đang được Toyota Tân Cảng bên Huy niêm yết với giá là 835 triệu anh chị. Hiện tại xe đi được 94.000 cây. Bảo dưỡng hãng cũng khá là ok nha quý chị nha. Có lịch sử hãng bảo dưỡng ở Toyota Lý Thường Kiệt quý chị. Đấy, thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ. Và đây là chiếc xe Toyota Innova số tự động anh chị, được sản xuất vào năm 2019, màu trắng. 2019 màu trắng nha quý chị nha. Mới vừa về Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Đây các anh chị, vỏ độ còn rất là dài luôn. Anh chị mua những cái sản phẩm này về thì chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi.
xe cá nhân sử dụng 2019, số tự động với trang bị hộp số tự động 6 cấp, 6 cấp quý anh chị. Đấy, hộp số tự động 6 cấp có chế độ Eco Power và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết quý anh chị. Xe này thì chủ xe có trang bị phụ kiện là đầu Android có dẫn đường, có ghi hình nha quý anh chị nha. Đây, có ghi hình này, rồi bọc trần 5D. Đấy, những cái ốp gỗ rất là đẹp quý anh chị. Hiện tại xe đi được 135.000 cây số. Có gặp gương điện luôn, bài túi khí và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết nha quý chị nha. Anh chị mua về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Hiện tại thì bên Huy đang niêm yết giá cho sản phẩm này là 605 triệu, quý chị chỉ có 605 triệu thôi, một chiếc xe 2019. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ ạ. Và tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Rush cho anh chị, được sản xuất vào năm 2021, nhập khẩu quy chiếc tiền đô. Rush là một trong những chiếc xe 7 chỗ gầm cao. Chủ xe trang bị camera 360 độ các chị. Đây các chị, ở phía trước nè, anh chị thấy có camera đúng không? Rồi ở phía bên gương, hai bên gương. Thì sản xuất vào năm 2021, xe đi được 36.000 cây các chị. Đây, vỏ còn rất là dày. Đấy, mâm dạng file 17 inch đẹp như quý chị nha. Đó, xe này thì có cả miếng xúc vỏ luôn quý chị. Đây, cả miếng xúc vỏ này ha. Wow, trang bị phụ kiện rất là xịn sò. Và dán phim che mưa, dán phim che mưa quý anh chị. Rồi đầu DVD, khởi động cái nút bấm start up. Nội thất bên trong thì còn rất là đẹp quý anh chị. Thì hiện tại là không có chìa khóa đây, cho nên là Huy chưa có quay được cái nội thất cho quý anh chị mình xem. Thì Huy có xem sơ bộ lược về xe rồi. Đấy, 2021. Và xe này đăng ký lần đầu là tháng 2 năm 2022. Cho nên là xe này thì vẫn còn chế độ bảo hành hãng đầy đủ hết cho quý chị nha. Đấy, cho nên chị mà có nhu cầu mua về sử dụng gia đình thì chị lấy sản phẩm này. Một chiếc xe được bên Huy niêm yết với giá là 555 triệu cho quý chị nha. Toyota Rush anh chị. Vừa rồi là sơ lược ha, sơ lược những cái sản phẩm mà Toyota thân cận bên Huy đang có. Thì bây giờ Huy sẽ đi chi tiết hơn một số những cái sản phẩm mà Huy vừa mới giới thiệu cho quý chị. Fortuner phiên bản Legender, bản đặc biệt anh chị. Legender anh chị nhìn không? Đó, thiết kế phần đầu xe nhìn mê hồn không quý chị, rất là đẹp luôn quý chị. Với trang bị hệ thống đèn là đèn bi led 2 bi quý chị nha. Đó, có dải đèn chiếu sáng ban ngày, rồi đèn cản cũng được trang bị đèn led cực kỳ sáng luôn quý chị. Và cảm biến khoảng cách ở phía trước có 2 cảm biến ở hai bên. Cái phần cái xe Legender quý chị, đây nó thiết kế nhìn nó rất là ngầu, rất là đẹp quý chị, đẹp hơn so với phiên bản thường rất là nhiều. Option và tính năng khá là nhiều luôn anh chị. Và với đèn xi nhan thì cũng được trang bị là đèn led nha quý chị nha, đèn led nha. Đấy, còn phiên bản mà bản thường thì chỉ có đèn halogen thôi. Đó, phần giữa đèn bóng này anh chị, đấy, giữa đèn bóng này, anh chị thấy không, rất là đẹp. Với lưới cản cùng với camera 360 độ anh chị, ở phía trước, ở hai bên gương và phía sau. Đó, mâm Legender có sự khác biệt rất là nhiều. 18 inch là các chị, bản thường chỉ có 17 inch thôi. 21.000 cây. Và cái mâm này dạng file kiểu lưỡi liềm. Đấy, lưỡi liềm. Cho nên là nhìn nó rất là ngầu. Nó không phải giống như cái dạng thường. Đấy, cái dạng thường nó kiểu nôm na như vậy các anh chị. Đấy. Bản đặc biệt. Tay nắm cửa mạc chrome, công tắc rau và cửa thông minh, dán phim che mưa và cái phiên bản Legender có nẹp chân kính luôn các anh chị. Rồi, nội thất của Legender đây các anh chị. Quá đẹp luôn, phối giữa hai màu đỏ và màu đen với những đường chỉ mai màu đỏ rất là đẹp. Công tắc lên xuống kính, auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa luôn, gương gập điện và ghế là chỉnh điện 8 hướng ở bên tay, bên phủ cũng chỉnh điện luôn. Rồi, bãi túi khí như quý anh chị, mới có 21.000 cây đây các anh chị. Đó, 21.000 cây thôi. Rồi, camera 360 độ đây các anh chị, rất là nét luôn. Có lại chỉ số trên vô lăng, rồi vô lăng bọc da ốp gỗ, có hệ thống đèn tự động bật tắt này, có tính năng cruise control này, khởi động có nút bấm start up đây. Hộp số 6 cấp, những cái ốp carbon rất là đẹp luôn các anh chị. Hộp số có chế độ Eco Power cân bằng điện tử, hệ thống điều hòa tự động. Đấy, xe rất là đẹp. Có gương chống chói tự động trong xe luôn, và đặc biệt cốp điện luôn anh chị nha. Cốp điện và có đá cốp luôn anh chị. Có đá cốp luôn. Đấy, xe rất là đẹp luôn anh chị. Và hiện tại thì sản phẩm này đang được Toyota Tân Cảng Minh Huy niêm yết với mức giá chỉ có 1 tỷ 50 triệu thôi anh chị. 21.000 cây lướt như mới. Đây, đèn Legender anh chị. Đấy, rất là đẹp luôn.
1, 2, 3, 4, 5 cảm biến khoảng cách ở phía sau. 5 cảm biến khoảng cách ở phía sau. Đấy, cốp điện rất là tuyệt vời. Thì với chiếc xe này thì hiện tại anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ sớm. Đây là một trong những mẫu xe mà chắc chắn là bên Huy sẽ bán rất rất là nhanh luôn quý chị. Vì hiện tại là những cái sản phẩm xe mới bây giờ là nó rất là khắt khe về vấn đề nhiên liệu, cho nên là những chiếc xe cũ thì bên Huy hầu như là về là bán ngay lập tức luôn. Thì quý chị nào quan tâm thì liên hệ ạ. Và tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu số đầu quý chị, được sản xuất vào năm 2019. Thì 2019 và đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha quý chị nha. 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Rất là hiếm có những cái sản phẩm như thế này. Đấy. Thì xe này thì hiện tại bên Huy đang niêm yết với giá chỉ có 835 triệu thôi quý chị. Đấy. Có lót sàn các anh chị, rồi những cái miếng chống trầy, có đèn các anh chị. Đấy, gương cặp điện nè. Rất là đẹp các anh chị, máy dầu bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu. Và cái này là cái ghế chỉnh điện 8 hướng nha quý chị nha. Đấy, giờ ghế còn rất là mới luôn. Đấy. Thì xe này mới vừa về thôi anh chị, đi được 94.000 cây, bảo dưỡng cũng khá là ok, khá là đều quý anh chị ha. Đây có lịch sử như bảo dưỡng đó quý anh chị, đây lịch sử bảo dưỡng nè. Đây chủ xe bảo dưỡng ở Toyota Lý Thường Kiệt nha. Đây Lý Thường Kiệt, có lại chuyển số trên vô lăng, lại chuyển số trên vô lăng. Đấy, có camera hành trình ghi hình luôn quý anh chị, bọc ni lông trần. Đó, hộp số, trần số anh chị nhìn không, rất là đẹp luôn, đầu đi đi camera yeah. Thì xe này mới vừa về thôi. Thì hiện tại thì bên Huy đang niêm yết với một mức giá khá là ok anh chị ha. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ. Đó, gai vỏ cũng rất là dài luôn. Nhập khẩu nguyên chiếc Indo, những chiếc xe nhập thì được khách hàng đánh giá rất là cao về chất lượng anh chị. Như độ ổn định của xe rồi khả năng vận hành. Anh mới về mà anh chị thấy không? Rất là long lanh luôn. Gầm bệ còn mới tinh quý vị nhá. Gầm bệ còn mới tinh. Đây chủ xe rất là kỹ luôn. Rất là kỹ. Thì xe này nó có một cái tính năng như là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện khách hàng phía sau. Thì khi mua thì chủ xe có trang bị thêm quý vị, khá là đắt tiền luôn. Thì đó là chia sẻ sơ về thông tin chiếc xe Fortuner máy dầu số rộng 2019. Và rất là nhiều khách hàng đã tìm kiếm cái mẫu xe này. Thì quý chị nào quan tâm thì liên hệ, tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý chị ạ. Tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu, được sản xuất vào năm 2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đi được 56.000 cây quý chị. Màu trắng ngọc trai là một trong những cái màu khách hàng rất rất là thích. Và cái màu này nó sẽ đắt hơn so với màu thường tới 8 triệu lần quý anh chị. Với trang bị những phần mạc rơm ở ga lăng. Đấy. Và lưới cản còn rất là mới, cũng như là gầm bệ. Thì đây là một trong những cái mẫu xe rất là đẹp mới vừa về Toyota Hiroshima tăng cản. Đèn anh chị thấy không? Đèn còn rất là mới và đèn được trang bị là đèn halogen dạng bóng chiếu các anh chị. Nó cho hồi tụ ánh sáng rất là ok luôn. Và được chủ xe thay mới thay 4 cái vỏ Michelin, vỏ sa cua chưa hạ các anh chị. Vỏ Michelin chạy cực kỳ êm luôn và có trang bị cảm biến áp suất vỏ luôn quý chị. Tay nắm cửa mặt chrome, có công tắc rau và cửa thông minh. Phụ kiện thì dán phim, che mưa rồi lót sàn. Rồi có trang bị cảm biến áp suất vỏ này quý chị ha. Cùng với đầu DVD Android có dẫn đường và camera hành trình ghi hình. Trang bị hộp số tự động 6 cấp, có chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ Power. Và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết. Xe đây, công tơ mét đây quý chị. Đấy. Và với chiếc xe này có lại chuyển số trên vô lăng, rồi công tắc cruise control, khởi động bấm start up. Đèn thì có thể tự động bật tắt, có tính năng chờ dẫn đường cũng như là mình có thể điều chỉnh độ cao thấp của đèn luôn. Gập gương bằng điện. Ghế chỉnh điện 8 hướng. Và với túi khí là 7 túi khí, rất là an toàn. Thì đây là một trong những cái mẫu xe rất là hợp lý cho quý cô chú anh chị mua về sử dụng cho gia đình. 7 chỗ, gầm cao, rộng rãi, rất nhiều tính năng an toàn, không thiếu thứ gì. Rất là phù hợp cho quý cô chú anh chị. Thì phía tài chính sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay. 2019 thì anh chị có thể vay được 65%. Quan tâm về sản phẩm thì anh chị liên hệ sớm để Huy hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị ạ. Và tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Camry, được sản xuất vào năm 2013, bản 2.5 quy như quý anh chị nha, bản cao cấp nhất của dòng Camry. Và đặc biệt cái này, đây là cái mẫu 2014 chứ không phải 2013 nha quý chị nha. Mẫu 2014 thì được trang bị hệ thống cân bằng điện tử rồi, và cũng như là túi khí thì cũng được nâng cấp, tăng thêm số lượng túi khí các anh chị. Đây các chị, đèn anh chị ha, đèn thì được sử dụng bóng xenon, có thể tự động bật tắt và có tự động điều chỉnh độ cao thấp của đèn luôn. Cảm biến khoảng cách ở phía trước có mâm 17 inch. Và vỏ này thì chủ xe mới vừa thay cái bộ vỏ các anh chị, rất là đắt tiền, 4 triệu mấy một cái.
Rồi bản 2.5Q thì sẽ có được tay nắm cửa mạ chrome, cảm biến rau và cửa thông minh, nẹp chân kính, dán phim thì chủ xe đã dán rồi. Ngoài ra thì mặt gương có tính năng chống bám nước quý chị nha, và mặt gương sẽ hơi gập xuống khi mà mình cài số gia, và gương thì có tính năng là gập tự động luôn quý chị. Option thì rất là nhiều, có báo động rồi ha, báo động, có báo động chống trộm nè anh chị. Rồi, và với tính năng nhớ vị trí ghế, vị trí vô lăng và vị trí gương, đây vị trí ghế, vị trí vô lăng đấy, bấm vào L1 là sẽ điều chỉnh ghế theo cái vị trí mà anh chị đã cài đặt ban đầu. Rồi bấm vào vị trí số 2 thì nó sẽ di chuyển sang cái vị trí của người thứ hai khi mà cài đặt. Công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa luôn quý chị nha. Đấy, ghế chỉnh điện 10 hướng là quý chị. Đó, ốp gỗ, bọc da, rồi gương gập điện tự động đây quý chị. Đấy, ở trên này là da nha quý chị nha. Hộp số tự động, đấy hộp số tự động. Ok, rất là tuyệt vời luôn quý chị. Hộp số thì có chế độ, hộp số này là hộp số 6 cấp nha quý chị nha, chạy cực kỳ sướng. Và có hệ thống điều hòa tự động nha quý chị, 3 vùng độc lập luôn. Thì chúng ta có thể điều chỉnh bên tài, bên phụ và phía sau riêng biệt nhau đi quý chị nha. Có những vị trí để ly nước nè. Đấy, thì đây là một chiếc xe rất là tuyệt vời, có gương chống chói tự động trong xe luôn. Đấy, và phía sau thì có rèm che đó. Và ở phía hàng ghế sau này thì chúng ta cũng sẽ có một rèm che nắng nữa các chị. Và đây là vị trí để đồ. Và tựa tay này thì có thể để ly nước, rồi có thể điều chỉnh được ghế quý anh chị nha. Rèm che rất là tuyệt vời luôn. Có cửa gió cho hàng ghế phía sau. Thì hiện tại bên Huy đang niêm yết giá cho mẫu xe này là 505 triệu. Chú quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn chú quý anh chị ạ. Xe Camry, một chiếc xe mơ ước của nhiều người quý anh chị, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Thực sự đây là một trong những chiếc xe mà cái độ nguyên bản của nó là hầu như là còn zin hết quý anh chị. Từ ngoại thất, nội thất, gầm bệ còn rất là đẹp. Mới có 13.000 cây số thôi. Về chế độ bảo hành hãng thì xe này còn bảo hành hãng tới 2028 hoặc là 100.000 cây số. Rất là nhiều tính năng an toàn trên chiếc xe này, như là camera 360 độ quý anh chị. Rồi xe có tính năng tự động phanh luôn, báo phanh khẩn cấp quý anh chị. Đèn LED có tính năng thích ứng thông minh, rồi cảm biến khoảng cách ở phía trước, mâm 18 inch có cảm biến áp suất vỏ, rồi gương tự động gập gương luôn, camera 360 độ ở trên gương, ở phía sau, rồi có tính năng cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau, cửa sổ trời, nhiều quá nhiều quý chị. Đây các anh chị, ô tô của xe này ha, 13.775 cây số, phanh tay điện tử, hộp số 8 cấp nha quý anh chị nha, bản 2.5Q bản đặc biệt 8 cấp, có chế độ Eco, bao Normal và Sport, phanh tay điện tử. Còn đầu DVD là 9 inch và trang bị 9 loa JBL luôn quý vị. Đấy, cực kỳ chất lượng. Một chiếc xe mà phải nói là thực sự rất là đẳng cấp quý anh chị. Camry là đẳng cấp rồi, đẳng cấp nhất trong những cái dòng sản phẩm thuộc phân khúc 5 chỗ của Toyota. Đấy, xe hầu như ngoại thất và nội thất còn nguyên bản quý vị, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp quý anh chị. Đấy, zin nè quý vị. Đấy, cả còn zin này. Ok, quá đẹp luôn. Và khi mà khách hàng mua xe thì chủ xe trang bị chủ xe phải bỏ ra số tiền khá là lớn, khoảng gần 1.6 tỷ quý anh chị. Nhưng hiện tại xe này bên Huy đang niêm yết một giá thấp hơn so với thị trường khá là nhiều, 1.310 triệu thôi quý anh chị. Một chiếc xe như mới, bên Huy về làm spa làm đẹp lên như mới quý anh chị, mới có 13.000 cây thôi. Thì Huy thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm nha. Anh chị nào mà có nhu cầu mua về sườn cho gia đình thì anh chị liên hệ phía tài chính Toyota đang hỗ trợ cho quý anh chị mình vay lên đến 70% quý anh chị. Chiếc 2.0G bản G nha quý vị nha, bản G bản số tự động, sản xuất vào năm 2019, Toyota Innova. Đấy, cụm đèn anh chị ha, còn khá là mới luôn. Thì xe này được chủ xe thay vỏ anh chị. Đấy, mới thay vỏ luôn. Đấy, rất là dài luôn anh chị, mua chiếc xe này về lời được bộ vỏ. Mua xe mà vỏ mòn mòn là tốn tiền thay vỏ lắm quý chị. Dán phim rồi. Ok các anh chị, gập gương bằng điện ha, ốp nhựa đen bóng. Thì số tự động thì chắc chắn rồi, hộp số tự động ở đời này thì trang bị 6 cấp, có chế độ Eco, chế độ Power và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết. Rồi đầu DVD Android cùng với camera hành trình, bọc trần ha, trần. Thì về phụ kiện thì chủ xe trang bị chiếc xe này cũng được khoảng 30 mấy triệu phụ kiện đó quý chị. Nào là dán phim, rồi lót sàn, rồi
đầu Android. Đấy, đầu Android khá là xịn nha anh chị, có ghi hình. Đấy, thảm lót cách gì kiểu tắp lô. Bãi túi khí luôn quý chị nha. Đấy, 8 chỗ rộng rãi, mới vừa về bên Huy chưa có spa, chưa làm đẹp vậy đó. Nhưng mà Huy cũng giới thiệu sơ để quý của chú anh chị mình nắm ha. Xe hai dàn lạnh trước sau đều là tự động hết và dãy đèn led mà xanh dương anh chị, buổi tối nó ánh lên rất là đẹp luôn. Thì chiếc xe này là phiên bản 2.0G ha, bản G. Đấy, xe màu trắng ha, màu trắng bản G rất là quen thuộc luôn. Thì chưa có spa, chưa có làm đẹp gì hết, mà anh chị mua xe bên Huy thì không cần quan tâm đến ngoại thất đâu. Bên Huy thì cam kết xe không đông đụng, không ngập nước, cho nên anh chị yên tâm. Về là bên Huy làm spa, làm đẹp lại sạch sẽ hết thôi quý anh chị nha. Anh chị chỉ việc lái xe về và đi thôi. Xe đi được 135.000 cây. Tại hãng thì chị yên tâm về công tơ mét chuẩn cho quý anh chị. Đấy, thì giá thì chỉ có 605 triệu thôi quý anh chị, 605 triệu nha. Đó, thì anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì anh chị liên hệ Huy tư vấn rõ hơn cho quý anh chị ạ. Hyundai Accent rất là quen thuộc, anh chị thấy là Hyundai Accent chạy ngoài đường rất là nhiều. Và phiên bản này là một trong những phiên bản đặc biệt là phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Accent quý anh chị, với trang bị hộp số tự động 6 cấp, thiết kế ngoại thất kiểu dáng rất là đẹp anh chị. Đó, như anh chị thấy ha, bằng ga lăng này, những chi tiết mặt chrome, mặt chrome và hình thân ngược cùng với những cái mắt xích được nối với nhau, nhìn nó rất là thể thao cũng như là sự sang trọng cho chiếc xe Hyundai Accent này các anh chị. Và đặc biệt là cụm đèn vuốt ngược ra sau và có trang bị đèn bi hồi tụ ánh sáng và có dãy đèn chiếu sáng ban ngày. Đèn bi này thì có tính năng tự động bật tắt nha quý anh chị nha. Và có một cái đèn mà trên rất là nhiều chiếc xe không có, là hỗ trợ khi mà vào cua quý anh chị. Rồi đèn ở dưới là đèn bi như quý anh chị nha. Đấy, kiểu dáng thiết kế những cái đường găng như thế này anh chị, nó sẽ giúp tạo nên một cái động lực học rất là tuyệt vời luôn anh chị. Giảm cái sự cản gió và nó giảm ồn cũng như là sự tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe Hyundai Accent. Ngoài ra nó còn tạo nên cái sự cứng cáp ha, cứng cáp anh chị thấy không, những cái đường găng như thế này nè. Rồi mình sẽ đi ha, sơ bộ để cho anh chị nắm trước, rồi sau đó Huy sẽ đi chi tiết về những cái tính năng. Hộp kim nhôm 16 inch, đèn xi nhan, đèn led, rồi có tay nắm cửa mặt chrome, công tắc rau và cửa thông minh, rồi có nẹp chân kính, dán phim thì chủ xe trang bị rồi. Rồi cửa sổ trời nha quý anh chị, rất là ít những cái sản phẩm thuộc phân khúc hạng B có tính năng này, kể cả là hạng C và hạng D quý anh chị. Đấy, mà Hyundai Accent đã có được anh chị. Gập gương bằng điện. Rồi công tắc lên xuống kính ở cửa bên tài là tự động, chống kẹt. Rồi ghế là ghế da rất là xịn nha quý anh chị, da đục lộ luôn. 2021 quý anh chị, phiên bản đặc biệt. Về tính năng an toàn thì xe này có tất cả những cái tính năng an toàn như là hệ thống chống bấu cứng phanh, rồi hệ thống hỗ trợ khi anh ngăn dốc, cân bằng lực phanh điện tử có hết quý anh chị. Vô lăng bọc da, rồi đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói quý anh chị. Đấy, rồi nhất là cái tính năng cruise control ga tự động rất là cần thiết khi mà chị di chuyển trên những cái đường cao tốc quý anh chị, rất là khỏe luôn. Và đặc biệt là mặt đồng hồ tắp lô, nó sẽ hiển thị những cái thông tin thông số này ha, km là bằng điện tử chứ không phải bằng cái kim mà chạy giống như một số những cái hãng khác, kể cả Vios quý anh chị. Và đồng hồ tốc độ này ha anh chị. Đó. Rồi màn hình LCD nó hiển thị cửa nào mở quý anh chị, nó hiển thị hết nha. Và đèn này như Huy chia sẻ là tính năng tự động bật tắt, anh chị chỉ để chế độ auto thôi, là vào trời tối là tự động nó sáng, còn ra khu vực sáng thì tự động nó tắt. Và đặc biệt là gạt mưa tự động luôn quý chị, gạt mưa tự động nha, cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Rồi khởi động bấm start up. Và xe này có một tính năng rất là hay, khởi động từ xa quý chị, khởi động từ xa nha, tự động nổ, bấm giữ 3 giây, một tí Huy sẽ hướng dẫn cho anh chị cái chế độ hoạt động này. Và đầu DVD 8 inch, rất là nét luôn quý chị. Đấy, camera gear đó có hết nha quý anh chị. Rồi hệ thống điều hòa tự động, có bản đồ dẫn đường. Đấy, những cái cổng USB AUX này, và đặc biệt cái đầu này các chị có thể kết nối điện thoại thông minh được Apple CarPlay và Android Auto, rất là tuyệt vời quý anh chị ạ. Đấy, có gương chống chó tự động trong xe luôn. Thì đây là một trong những cái mẫu xe vừa rộng rãi, kiểu dáng thiết kế đẹp, giá cả rất là hợp lý, và với một cái option mà rất là khó để có một đối thủ nào thuộc phân khúc mặt B có thể có được quý anh chị. Và xe này anh chị có một cái mà Huy rất là thích ở trên cái mẫu xe này, là cái phần cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau.
Đây, cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau nha quý vị. Và accent ngồi rất là rộng rãi luôn, khoảng cách từ chân cho đến là đầu gối, cũng như là cái độ ngã của ghế, cũng như là khoảng cách từ đầu cho đến trần rất là tuyệt vời. Với trang bị 4 cảm biến khoảng cách ở phía sau, hệ thống đèn phía sau là đèn LED dạng 3D rất là đẹp quý anh chị. Rồi và cốp sau thì rộng rãi, và chúng ta sẽ có một tính năng là mở cốp bằng remote rất là hay. Một tí Huy sẽ hướng dẫn cho quý anh chị. Đây anh chị, nội thất bên trong về cái cốp đựng này rộng rãi, và cái này là chủ xe rất là kỹ lót thêm thôi quý anh chị nha. Còn dưới anh chị nhìn nè, mới tinh, vỏ sơ cua chưa hạ luôn quý anh chị. Và mọi thứ đã được Toyota Hiro Shima tăng cảm ơn Huy làm spa làm đẹp hết rồi. Đèn phanh trung tâm là đèn LED luôn quý chị. Đó, anten dạng đuôi cá, rất là thể thao và đẹp quý anh chị. Đấy, những chi tiết mà chrome này anh chị thấy không? 4 cảm biến khoảng cách ở phía sau luôn. Đó, ngoại thất rất là đẹp. Như Huy chia sẻ, và cái độ nguyên bản của chiếc xe này còn rất là nhiều luôn. Một chiếc xe khá là chất lượng. Thì hiện tại thì sản phẩm này đang được bên Huy niêm yết với giá là 458 triệu, và giá trên vẫn đang được ưu đãi rất là tốt luôn. Về giá thì anh chị nào mà thích chiếc xe này thì Huy xin hỗ trợ giá tốt cho quý anh chị nha. Thì quý anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe nào thì anh chị liên hệ, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị rõ hơn. Và anh chị nào thích cái mẫu xe nào thì anh chị nhắn cho Huy qua Zalo, Huy sẽ gửi full cái thông tin xe, video cũng như là hình ảnh để cho quý anh chị mình tham khảo ạ. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải các anh chị, để có thể đón nhận những cái sản phẩm mới về tại Toyota Hiro Shima Tăng Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị.